Nhưng mà các bạn có biết là cho dù có nhiều cái sự lo lắng trong tình hình của kinh tế nói chung, tình hình của ngân hàng Nhưng mà các bạn có biết là một thị trường mà chúng ta không những là không có cái sự lo lắng mà lại còn có sự tham lam nữa Đó chính là BTC đó các bạn Hiện bây giờ chúng ta đang ở mức là 68 Có nghĩa là chúng ta đã bước vào cái dùng gọi là tham lam rồi Chúng ta đã ở cái dùng sợ hãi một thời gian rất là dài rồi, nhiều bạn cũng đã nhớ Nhưng mà chúng ta đã chính thức bước vào cái dùng tham lam Và Đương nhiên giá cả của BTC tăng trưởng từ đầu năm tới bây giờ nhất là uh, trong vòng 7 ngày qua, trong vòng 2 tuần qua đó đã khiến cho nhiều người chú ý đến, nhất là chúng ta được đây là một cái bản thống kê đến từ ngân hàng Goldman Sachs các bạn, ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra bảng thống kê là từ đầu năm tới bây giờ khi mà chúng ta so sánh BTC với những cái tài sản khác như là các bạn uh, nhìn vào những cổ phiếu công nghệ, những cái uh, công ty lớn trong Nasdaq, những cái công ty mà bán hàng tiêu dùng theo thích của người dân chúng ta nói tới vàng chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 nói tới trái phiếu và nói tới bất động sản đó, thì các bạn có biết được từ năm tới bây giờ đó BTC là tài sản mà tăng trưởng nhiều nhất 51% so với tất cả những tài sản khác đó, thì thua xa các bạn và có thể các bạn nói là tại vì BTC có cái sự nguy hiểm cao hơn rủi ro cao hơn dao động nhiều hơn cho nên mới có phần trăm tăng như vậy tại vì khi giảm cũng giảm nhiều thì thật ra đó khi mà Goldman Sachs tính cái chỉ số gọi là Sharpe Ratio Đây là một cái chỉ số mà đo lường cả hai rủi ro và lợi nhuận cái sự dao động tính hết tất cả thì các bạn được là BTC đó là 1.9 điểm có nghĩa là từ năm tới bây giờ so với lại tất cả những loại tài sản khác trên màn hình đó, thì BTC vẫn là tài sản khi mà chúng ta cộng luôn sự dao động và rủi ro đó, thì BTC vẫn là sự lựa chọn tốt nhất từ năm tới bây giờ tốt hơn cả cổ phiếu công nghệ tốt hơn cả Nasdaq 100 tốt hơn cả những cái cổ phiếu liên quan tới truyền thông và thông tin à, chúng ta được là những cổ phiếu à, ở trong Russell 1000 vàng trái phiếu vân vân BTC vẫn là cái sự lựa chọn tốt nhất từ năm tới bây giờ và thống kê này không phải là đến từ Michael Saylor không phải là đến từ bất cứ một công ty nào trong những thứ tô này các bạn thông tin này là đến trực tiếp từ ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới là Goldman Sachs đối với cái sự tăng trưởng giá cả trong vòng khoảng chừng 10 ngày qua đó thì đó là một cái điều đối với bản thân thường là rất là bất ngờ các bạn và thường nghĩ là đối với nhiều người rất là bất ngờ luôn sự kiện liên quan tới USDC liên quan tới ngân hàng Hoa Kỳ đó đến rất là đột xuất và cái sự kiện của USDC mất peg cách đây khoảng chừng 10 ngày đã khiến cho thuần phải thay đổi kế hoạch DCA rất là nhanh chóng như bạn cũng đã theo dõi kênh cũng đã biết rồi tuy là giá cả tăng khiến cho nhiều người rất là vui nhưng mà thật ra tại sao giá cả tăng thì đó vẫn là một cái gì đó nó cũng đang rất là bí mật đối với thuần hiện bây giờ có phải là nhiều người lo lắng về ngân hàng cho nên họ lấy tiền mua BTC hay là không? Thường nghĩ là các phần đó cũng có nhưng mà không có nhiều đâu các bạn. À, thật ra bản thân của Thuận đó, thì à, tuy thằng lưu trữ một số lượng lớn USDC đổi ra thành BTC các bạn cũng đã nhớ rồi. À, cái lúc mà chúng ta thấy USDC mất phép nhưng mà thật ra bản thân Thuận vẫn lưu trữ cái số tiền hơn cái số tiền 250.000 ấn định bởi FDIC chụp ngân hàng. Nhưng mà thường lưu trữ ở ngân hàng Chase một ngân hàng lớn toàn quốc và đương nhiên thường không lấy hết số tiền đó để mà mua btc rồi mà trong thì thường là một người mà cũng rất có đồng tin đối với lại btc thì thường không nghĩ là nhiều người à, nghe nói ngân hàng sụp đổ à, rồi lại lấy hết tiền để mà mua btc tôi cảm thấy là cái giải thích đó nó cũng đúng một phần nhỏ mà thôi các bạn sự thật đó thì giá cả tăng đó là điều chúng ta đều thấy nhưng mà tại sao giá tăng tôi nghĩ là có một cái gì đó lớn hơn đang xảy ra mà chúng ta chỉ không biết mà thôi Nhưng mà đương nhiên phải có tiền đẩy vào thu mua thì giá cả mới tăng được Và thường cũng muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái tài liệu on chain Để xem coi là chúng ta đã có một cái sự tăng giá đột xuất trong vòng 10 ngày qua thì tình hình on chain như thế nào Đầu tiên hết thì chúng ta hãy nhìn vào cái số lượng BTC trên sàn đó như thế nào Giảm đi hay là tăng lên Thì khi mà thường zoom vào các bạn sẽ thấy được là bắt đầu từ thời điểm là ngày 10 tháng 3 đó cái đường màu xanh này đã tăng trở lên một chút có nghĩa là chúng ta thấy được là có nhiều BTC được đẩy lên trên sàn hơn và khả năng đó đẩy lên để làm gì để mà chốt lời các bạn à, và bản thân thường các bạn cũng đã biết là cũng đang đẩy một số lượng BTC để mà chốt lời Thường đã chia sẻ với các bạn là chốt lời khoảng chừng 0.5 phần trăm cái số lượng crypto mỗi một ngày à, và đương nhiên thường sẽ không có chốt hết các bạn chỉ chốt một phần nhỏ mà thôi khi nào mà thường ngưng chốt thường sẽ chia sẻ thêm với các bạn và thêm vào đó đó thì hiện bây giờ có ai đang bán hay không Thì các bạn đã thấy được đây là cái tài liệu gọi là MPI Tài liệu này là nó đo lường cái động thái của những thợ đào Không phải là đo lường những thợ đào này là bán nhiều hay bán ít Mà đo lường động thái so với động thái trung bình trong vòng một năm qua Và cái đường màu đỏ này đó, hiểu đơn giản nhất là mỗi lần cái đường màu xanh này Chạm vào hay là qua khỏi cái dùng màu đỏ Có nghĩa là chúng ta thấy được là thợ đào đó có khả năng là đang bán Tại vì có nhiều động thái là họ di chuyển บิทอกับา lên trên sàn và chúng ta thấy được là điều đó đã xảy ra cách đây 3 ngày các bạn ngày 17 tháng 3 có nghĩa là chúng ta cũng thấy động thái là một số thợ đào cũng đã nhân cơ hội này à, để bán bớt một số lượng BTC có nhiều hay không thì cũng không phải là nhiều lắm các bạn nhưng mà cũng đã là nhiều hơn so với trung bình một năm qua và cái mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cây đường màu xanh này đây là hai cách để mà nhìn cùng một tài liệu theo thuận là như vậy à, các bạn thường là chúng ta cũng đã thấy được là thợ đào cũng có nhiều động thái tuy là họ không phải là bán nhiều lắm nhưng mà họ cũng đã có cây Động thái bán nhiều so với trung bình một năm qua Và chúng ta cũng thấy được là những quỹ đầu tư đó Thì có một cái hiện tượng là ngược lại các bạn Thật ra chúng ta nhìn vào tài liệu con share Thì đã 6 tuần liên tục tiền rời khỏi thị trường này các bạn Và đặc biệt là tuần vừa rồi cũng rời khỏi khá là nhiều Và trước đó cũng như vậy Và chi tiết hơn đó, chúng ta thấy được là tuần vừa rồi Đã có tổng cộng là 94 triệu đô la Đã rời khỏi từ những quỹ này Chúng ta có con share, tournament share, pro share, purpose, 3IQ CR Investment và một số những quỹ khác họ rất nhiều dự quỹ đó họ đã lấy tiền rồi có thị trường này và phần lớn các bạn được tiền rời khỏi là Bitcoin rồi Ethereum rồi chúng ta có một số những đồng khác và đặc biệt đã có thêm 34 triệu từ những quỹ này nạp vào trong những cái công cụ như là short BTC tại vì họ nghĩ là giá sẽ đi xuống nhưng mà Chúng ta thấy được đây là đại diện cho một số những công ty đầu tư mà thôi, chúng ta còn nhiều quỹ đầu tư khác, chúng ta không biết được là họ đang làm gì. Cho nên thùng mình nói được là những gì xảy ra bây giờ thì nó có một cái phần bí ẩn các bạn. Các bạn nghĩ tại sao mà giá cả lại có, có sự tăng trưởng mạnh như vậy à, từ cái thời điểm cách đây 10 ngày tới bây giờ khi mà có sự kiện của ngân hàng SVB. Các bạn comment ở bên dưới có phải là tại vì CZ đã dùng 1 tỷ đô la BUSD đổi ra thành Bitcoin Ethereum hay là không? Nhưng mà những gì xảy ra cho chúng ta không biết cũng không có nghĩa là xấu đâu các bạn chỉ để chúng ta không biết mà thôi có thể là vài tuần sau chúng ta mới biết là những ai đang thu mua hiện bây giờ Nếu như những quỹ này bán Nếu chúng ta thấy được là những nhà đầu tư riêng lẻ có lời Họ cũng có khả năng là chốt lời Tại vì chúng ta có thể nhìn thấy được Là cái phần trăm mà những nhà đầu tư hiện bây giờ đang có lời Dựa theo tài liệu on chain đó Thì cái số lượng BTC đó à, Đã tăng lên tới mức là 74.4% rồi Có nghĩa là phần trăm số lượng BTC đang có lời Đã là 74% các bạn Đã cao hơn nhiều So với lại uh, cuối năm các bạn Cuối năm chúng ta đã đi vào cái dùng màu xanh này Là cái dùng tích lũy Thường đã chia sẻ với các bạn À, rất là nhiều thời điểm đó thì chúng ta đã rời khỏi dùng tích lũy rồi. Thì có khả năng một số người cũng có thể chúc lời. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là chỉ số NUPL đó. Đây là một cái à, đo lường là tâm lý những nhà đầu tư tới đâu rồi. Khi mà nhìn vào tài liệu on chain thì các bạn thấy được là chúng ta đi từ cái dùng À, đó chính là màu hồng là cái dùng đầu hàng rồi chúng ta tới cái dùng màu cam có nghĩa là cái dùng hy vọng rồi chúng ta tới cái dùng màu nâu có nghĩa là cái dùng lạc quan rồi kế đó là dùng màu xanh lá cây là tin tưởng và cuối cùng là cái dùng màu xanh dương là hưng phấn các bạn thì các bạn thấy được chúng ta đã đi từ đầu hàng lên tới hy vọng lên tới lạc quan chúng ta đã đi vào cái dùng màu nâu các bạn đã nhìn thấy trên màn hình rồi chúng ta vẫn chưa lên tới cái dùng gọi là tin tưởng nhưng mà chỉ số NUPL cũng cho chúng ta thì chúng ta đã rời khỏi cái dùng đầu hàng rồi. Và chúng ta cũng thấy được là sau khi mà giá cả có cái sự tăng trưởng nhanh đã dẫn đến rất nhiều lệnh short bị thanh lý. Nhưng mà sau đó chúng ta lại thấy được là có một số lệnh đòn 7 BTC đã quay trở lại các bạn. Thị trường đã có thêm một số lệnh đòn 7 sau khi mà có cái sự thanh lý À, vào ngày 11 tháng 3 nhưng mà khi mà nhìn vào là những linh đồng bảy này có sử dụng nhiều phần trăm đồng bảy hay không đó, thì không nhiều các bạn thật ra vẫn sử dụng nước thấp phần trăm đồng bảy nói chung về BTC đây thì chúng ta cũng thấy một số dấu hiệu là có BTC đẩy lên sàn tuy là không phải là nhiều lắm các bạn khi chúng ta zoom ra À, để mà nhìn cái biểu đồ này thì không phải là nhiều lắm nhưng mà vẫn là cái dấu hiệu cho thấy được là có BDC đẩy lên trên sàn Thơ đào cũng có dấu hiệu đang bán hiện tại và những nhà đầu tư riêng lẻ thì đang có lời Và những quý đầu tư đó thì họ có dấu hiệu bán Nhưng mà giá vẫn giữ được 28.000 đô đó là điều mà có hiểu ở đây các bạn Có ai đó đang giữ ở mức giá này và thị trường sẽ ra sao khi mà chúng ta có cuộc họp từ Fed Chúng ta sẽ biết sớm mà thôi nhưng mà ngược lại đó thì đối với lại Ethereum thì không có dấu hiệu có thêm y từ trên sàn các bạn. Thật ra Ethereum đó vẫn tiếp tục mất đi trên sàn và chúng ta nhìn thấy được là từ khi mà có cái sự kiện liên quan tới những ngân hàng đó thì cái số lượng y từ trên sàn cũng không có sự thay đổi. Nói chung chúng ta chỉ thấy cái động thái này là đến từ BDC mà thôi chứ không có đến từ Ethereum. Và đây là những cái thông tin on-chain thường muốn nên đến cho các bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ uh, BTC uh, là sự lựa chọn tốt, các bạn. Một trong những người mà thường hay cho BTC đó chính là Peter Schiff. Thì uh, Peter Schiff trong một cái uh, cuộc phỏng vấn gần đây với lại may Adams của phổi này ở diễn ra cách đây 3 ngày, uh, thì cũng đã nói một chút ít về BTC, các bạn. Và điều rất là thú vị đây, đó thùng này chưa xem cái uh, phỏng vấn này nó cũng khá là dài, nhưng mà uh, cái mà thùng cảm thấy thú vị đây đó là Peter Schiff nói là khả năng Chúng ta sẽ thấy trong tương lai đó, người ta sẽ sử dụng blockchain và token. Đây là lần đầu tiên mà chúng ta nghe Petership nói về blockchain và token có thể là tương lai. Nhưng mà tương lai này của Petership thì nói là cho dù là như vậy nhưng mà sau này người ta sẽ sử dụng token, à, sử dụng blockchain và sử dụng chỉ là những tài sản nào mà có sự hỗ trợ trực tiếp đến từ vàng mà thôi. Có nghĩa là Petership nói là người ta sẽ để vàng một nơi rồi người ta sẽ sử dụng blockchain để phân phối token dựa theo số vàng đó mà người ta sẽ trade coi như là người ta trade vàng điện tử đó mới là vàng điện tử chứ không phải là BTC thì uh, Peter Schiff vẫn uh, không có quên để mà nói xấu Bitcoin các bạn điều này cũng không gì gọi là quá lạ nữa và những người nào mà theo dõi Peter Schiff cũng biết là Peter Schiff là một người mà đầu tư rất nhiều uh, ông ta không những là bán vàng ông ta cũng uh, có nhiều cổ phiếu đầu tư rất nhiều những công ty mà đào vàng nói chung Peter Schiff là người mà rất là thích vàng à, và Peter Schiff đã kêu gọi mọi người mua vàng rất 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 lâu rồi các bạn có thể nói là trong thời gian là 10 năm, 11 năm, 12, 13 năm qua thì ngay nào cũng kia ta mua vàng hết và đã từng kêu gọi nhiều lần nói là vàng sẽ lên tới 5.000 đô, 5.000 đô nhưng mà các bạn thấy được là vàng à, thì vẫn ở mức là 2.000 đô cách đây 10 năm vàng cũng ở mức đó mà thôi các bạn thì cho tới bây giờ nhiều người sẽ hỏi Peter Schiff là tại sao vàng lại không có cái sự tăng trưởng mạnh nhất là Peter Schiff đã là một người mà liên tục nói là chúng ta sẽ có một cái cuộc khủng hoảng ngân hàng khủng hoảng tài chính à, giống như là ông ta đã từng nói năm 2008 thì bây giờ đó chúng ta đã bắt đầu thấy cái sự kiện đó xảy ra rồi nếu như mà như Peter Schiff nói thì tại sao chúng ta lại không thấy bàn tăng trưởng mạnh thì à, các bạn thấy là điều mà thú vị đây đó là Peter Schiff À, cũng đã thừa nhận là một trong những lý do dẫn đến vàng không tăng trưởng mạnh trong vòng 10 năm qua đó là tại vì có sự xuất hiện của BTC, sự xuất hiện của BTC đã khiến cho nhiều người hướng về BTC và có một số người đã không quan tâm tới vàng nữa. Đây chính là lý do tại sao mà vàng không có tăng trưởng như là mong muốn. Nhưng mà thông có thể nói nếu như vậy đó thì chẳng cái gì là Peter cũng nhận được là BTC là một cái gì đó có thể là thay thế vàng cho nên có người lựa chọn BTC cũng có người lựa chọn vàng điều này rất là thú vị các bạn thường đó thì uh, Peter luôn sẽ nói xấu về BTC và sẽ nói được là BTC không phải như là vàng và sẽ mãi mãi không phải là vàng vàng mãi mãi là số 1 nhưng mà lần này đó thì uh, Peter Schiff lại có một cái giọng điệu nó khác một chút nhưng mà thật ra tới cuối cùng đó thì cũng vậy mà thôi các bạn Peter Schiff cũng không quên nói với mọi người là hãy bán hết BTC đi tại vì uh, tất cả sẽ chạy con số không các bạn và thật ra đó chúng ta thường hay uh, chọc quay Peter Ship tại vì uh, Peter Ship đã từng kêu gọi mọi người bán ở những cái đáy trong vòng bao nhiêu năm qua nhưng mà nào mà không rành uh, thì uh, Peter Ship đã nói BDC uh, về không đô la từ những năm như là 2012, 2013 rồi và Peter Schiff Thật ra là một trong những người mà thường rất là thích trước đây các bạn à, những bà nào mà đã à, từng trải qua những cái sự kiện như là khủng hoảng năm 2008 đó, thì sau đó Peter Schiff à, đã trở thành một người rất nổi tiếng vì Peter là một trong những người mà đã liên tục kêu gọi Là chúng ta có một cái bong bóng tín dụng nhưng mà không nghe nhưng cuối cùng bong bóng tín dụng cũng đã vỡ thời điểm đó và sau đó chúng ta có một cái cuộc có thể gọi là biểu tình gọi là Occupy Wall Street các bạn đó chính là nhiều người Hoa Kỳ đã đứng lên họ biểu tình họ nói là bây giờ đã họ đã bị mất nhà, họ mất việc làm vì cái cuộc khủng hoảng đó nhưng mà những ngân hàng đó thì vẫn tiếp tục tại vì được cái sự cứu trợ đến từ chính phủ Hoa Kỳ tại vì những ngân hàng đó, đó thuộc dạng là too big too fail, quá lớn để có thể sụp đổ và những chủ ngân hàng đó hay là những cái à, quan chức cấp cao đó thì họ vẫn sống cuộc sống giàu sang sung sướng trong khi người ta mất nhà. Và cái lúc đó, đó thì Peter Schiff là một trong à, những người đã đứng lên à, và thường nhớ là đã nói là đây không phải là vấn đề liên quan đến những ngân hàng mà đây là vấn đề liên quan đến chính phủ Hoa Kỳ. Nếu như mà không hài lòng đó thì thay vì là lên Wall Street để mà biểu tình thì nên đến Quốc hội, nên đến nhà trắng để biểu tình, tại vì đây là chính sách được đưa ra từ chính phủ Hoa Kỳ. À, và lúc đó thường cảm thấy Petership rất là anh hùng các bạn nhưng mà như người ta thường hay nói trong thị trường đầu tư này một là các bạn chết như một anh hùng hay là các bạn sống đủ lâu để mình trở thành một nhân vật phản diện nhưng mà theo thuận đó thì khi mà các bạn suy nghĩ kỹ lại đó thật ra Petership là một trong những người mà hiểu và có sự tin tưởng vào btc mãnh liệt hơn rất nhiều người các bạn có nghĩ đi, năm 2012 13 đó đúng là thường đâu quan tâm đến BTC đâu, vì bạn cũng không quan tâm đến Nhưng mà từ những ngày đầu tiên, từ lúc mà BTC chưa được 100 đô nữa các bạn BTC chỉ có vài đô hay là vài chục đô mà thôi Thì Peter đã không ngừng tấn công và đàn áp BTC từ thời điểm đó tới bây giờ Có thể nói được là hơn 10 năm qua, Peter đã không ngừng nghỉ để nói mọi người biết là BDC về con số 0. Tại vì sao vậy các bạn? Tại vì thường nghĩ những ngày đầu tiên. Đó, BDC đã nhận ra được là nếu như mà không sớm tiêu diệt. Đó, thì một ngày đâu đó. BDC sẽ lấy mất đi một phần của thị trường vàng. Cho nên BDC có thật sự ghét. Bitcoin hay không thường cũng không có rõ nữa các bạn Nhưng mà nằm mà theo dõi tweet của Peter đó Thật ra Peter nhiều khi nói thường cảm thấy nói cho vui mà thôi Bất cứ sự kiện xảy ra đó Peter cũng nói là BTC sẽ về con số 0 bán hết đi Bất cứ sự kiện nào xảy ra Peter cũng lấy sự kiện đó rồi gắn vào là BTC về con số 0 Cho nên nhiều khi không biết là Peter Schiff nói thật hay là nói đùa Và có thể sẽ ghét BTC hay là không, thông cảm thấy được là một ngày nào đó đó nếu như mà Peter Ship nói là tất cả đã bị lừa rồi, tôi là người lưu trữ nhiều nhất BTC trong thời gian 10 năm qua thì uh, lúc đó tôi nghĩ là sẽ có nhiều người uh, sẽ ngã ngửa ra. Tại vì các bạn có biết là ở trên trang web chính thức của Peter Ship các bạn vẫn có thể mua vàng, sử dụng Bitcoin, Bitcoin Cash và Ethereum thôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Ngay cả Peter Ship cũng chấp nhận thanh toán bằng BTC uh, và khi mà hỏi đó thì Peter nói là nhưng mà tôi không có lưu trữ BTC à, khi người ta trả BTC đó thông qua BitPay thì tôi lấy đồng đô la mà thôi nhưng mà nếu như Peter đã từng nói là Bitcoin không có giá trị vàng có giá trị nhưng mà ông ta đây có thể chấp nhận lấy BTC đổi ra vàng được thì chẳng thấy gì nói là BTC cũng có giá trị các bạn cho nên nhiều khi có sự mâu thuẫn ở đây và đương nhiên con của Peter Schiff là Spencer Schiff là một trong người mà rất yêu thích BTC và có rất là nhiều cái sự lo lắng gần đây liên quan tới Hoa Kỳ À, có xảy ra siêu lạm phát hay là không thật ra cho tới bây giờ đây, chúng ta vẫn chưa có thấy những cái um, dấu hiệu đó xảy ra các bạn nhưng mà nhiều người nhìn vào những cái quốc gia mà trước đây chúng ta không ngờ đến là có thể xảy ra một cái siêu lạm phát như là chúng ta nói tới Argentina các bạn có biết là chúng ta ở hoa kỳ hay là ở những quốc gia khác các bạn à, nhìn vào những chỉ số cpi giống như là năm phần trăm phần trăm rồi mọi người đa làng nói là cái này quá cao so với lại cái à, tiêu chí của fed là hai phần trăm nhưng mà ở Argentina phần trăm lạm phát tháng 2 vừa rồi là 102.5% các bạn. Có nghĩa là tính từ tháng 2 của năm ngoái tới tháng 2 của năm nay. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ tính cái sự khác biệt giữa giá cả tính theo chỉ số CPI từ tháng 2 so với tháng 1 của năm nay thôi đây thì đã tăng 6.6% rồi các bạn trong vòng một tháng chứ không phải là trong một năm như là nhiều quốc gia và đó cũng là lý do chúng ta thấy những cái quốc gia như là Salvador họ đã chuyển qua à, để mà lưu trữ BTC. Và các bạn chắc cũng đã nhớ cái à, thuyết này đến từ Tổng thống Navy Berkeley à, từ ngày 16 tháng 11 thì lúc đó Tổng thống Navy Berkeley đã nói là ông ta sẽ mua một BTC cho El Salvador mỗi một ngày các bạn. Tính tới ngày hôm nay đó thì à, El Salvador đã mua 124 BTC rồi. Cuối cùng thì tổng thống El Salvador cũng đã biết làm sao để mà trung bình giá các bạn chứ không giống như là Michael Saylor mỗi lần mà có một số tiền nào đó tại vì vay mượn được hay là bán cổ phiếu được thì lại để hết mua BTC một lượt các bạn ít ra tổng thống El Salvador cũng đã biết trung bình giá và chúng ta cũng có một số những cái thông tin liên quan tới Hồng Kông. Chúng ta cũng đã biết là Hồng Kông thì có ý định là mở cửa để mà chào đón những công ty crypto đến Hồng Kông. Tại vì Hồng Kông muốn trở thành một trong những trung tâm crypto. Điều này là một trong những điều mà rất là gây cái sự xôn xao thời gian gần đây. Các bạn đã biết tại sao rồi. Tại vì trên căn bản Hồng Kông là của Trung Quốc mà Trung Quốc đó thì lại không thích crypto. Thì nhiều người cho là cái sự kiện này ở Hồng Kông nên nếu như mà không được duyệt bởi Bắc Kinh thì sẽ không thể xảy ra được. Cho nên nhiều người cho đây là là một cái dấu hiệu gì đó là Trung Quốc đã có một cái sự thả lỏng liên quan tới crypto rồi và chi tiết hơn đó thì chúng ta thấy là Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Hồng Kông đã cho biết là từ tháng 10 tới bây giờ khi mà Hồng Kông lần đầu tiên nói là muốn à, trở thành một trung tâm crypto thì đã có hơn 80 công ty crypto muốn đến Hồng Kông để mà có trụ sở và làm ăn ở đó. Các công ty này đó thì bao gồm sàn giao dịch công ty cơ sở hạ tầng blockchain, công ty bảo mật blockchain, ví crypto, công ty thanh toán cũng như là các dự án web3 và phần lớn những công ty này đó có thể các bạn sẽ bất ngờ là đến từ Trung Quốc các bạn. Ở Trung Quốc vẫn còn rất nhiều công ty crypto mặc dù là Trung Quốc không có cho phát hành token, không có cho sàn giao dịch hoạt động, không có cho ICO nhưng mà rất nhiều những công ty crypto vẫn có trụ sở ở Trung Quốc. Một số công ty đó thì đến từ Canada, các quốc gia ở châu Âu, ở Singapore ở nước Anh và cả ở Hoa Kỳ nữa, họ đều uh, muốn đến Hồng Kông. Chúng ta cũng có một cái uh, cập nhật liên quan đến CBDC ở Hoa Kỳ các bạn, có nghĩa là một cái tiền kỹ thuật số quốc gia. Thì cách đây khoảng chưa một tháng đó, các bạn đã nhớ là chúng ta đã có một cái uh, dự luật uh, được đề xuất bởi dân biểu Tom M dự luật này đó là sẽ cấm phép phát hành một cái CBDC và chúng ta bây giờ đã lại có thêm một thống đốc nữa đó chính là thống đốc Florida Ron DeSantis đã kêu gọi cấm các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương CBDC cho dù là CBDC được thông qua bởi quốc hội đó thì cũng sẽ bị cấm sử dụng ở florida vì lý do là bảo vệ quyền tự do tài chính thì có một số bạn có thể là hiểu lầm cái lời nói này nói là nếu như đã cấm thì tại sao lại gọi là bảo vệ quyền tự do tài chính đâu còn tự do nữa nếu như cấm thật ra cái mà ronny santos nói là cbdc là một công cụ để mà giám sát tài chính của người dân cbdc nó không giống như tiền mặt CBDC đó thì Fed hay là bộ tài chính của hoa kỳ sẽ có khả năng để mà theo dõi mọi người xem con người sử dụng tiền bạc như thế nào quyên góp cho ai sử dụng tiền đó với mục đích gì có nghĩa là sẽ có nhiều cái quản lý liên quan tới tài chính của người dân cho nên CBDC là một công cụ để mà quản lý người dân không có CBDC mới có thể bảo vệ được quyền tự do tài chính và đây cũng là cái lập luận đến từ dân biểu Tom emmer là không thích có một cái CBDC và thật ra mà nói là Fed cũng đã lên tiếng nói là Fed sẽ không có phát hành một cái CBDC. Đó là vấn đề của quốc hội. Còn Fed bây giờ thì cũng không có lý do gì nghĩ là chúng ta cần phải có một cái tiền kỹ thuật số quốc gia của Hoa Kỳ. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong mọi video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link. Ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là CoinEx, OKX, Bybit hay là Binance và một số những cái dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Những mà nào mà tham gia sàn giao dịch lên thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh thuận capital short cũng như là thuận capital cũng đang gây dựng kênh cost.tv các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của thuận capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là steam ngày xưa các bạn nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh cost.tv hay là kênh thuận capital short